Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mật Vờ Studio. Như các bạn đều biết thì trong vài năm trở lại đây thì cái thị trường smartphone nó cạnh tranh vô cùng là ác liệt. Và bên cạnh đó thì cả máy lọc không khí rồi là cả robot hút bụi cũng cạnh tranh ác liệt không kém. Và ở đây chúng ta đang có một bộ combo sản phẩm có tên là EcoVac D-Bot X2 Combo. Bây giờ không chỉ có riêng robot nữa mà EcoVac họ chơi lớn luôn. Họ tích hợp luôn cả một con máy hút bụi cầm tay có màng lọc HEPA ở đây. Hay không anh Khôi? Có hay luôn. Và thực sự đây là một cái ý tưởng rất độc đáo nhá. Bởi vì hai cái sản phẩm này trước đây ấy, thì chúng ta nghĩ rằng nó hoạt động độc lập. Nhưng bây giờ ấy, với cái sáng kiến này thì nó sẽ hoạt động một cách đồng thời. Cũng như là nó liên kết với nhau luôn. Đây nhá, bình thường ấy, trước nay chúng ta dùng máy hút bụi. Thì sau khi mà em hút bụi xong đúng không? Thì anh em sẽ phải tháo cái lồng này ra em đi đổ. Đúng. Nhưng với con này ấy, chúng ta không cần làm việc đó nữa. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta dùng xong ấy, các bạn chỉ làm một việc, đó chúng ta nhét vào đây. Ui. Đấy. Thao tác nó sẽ cực kỳ đơn giản và nó sẽ kêu tít 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 vài tiếng. 3, 2, 1. Nó sẽ bắt đầu có hiện tượng, đó chính là chúng ta hút bụi. Đấy. Có hiện tượng. Đấy. Đấy, nó gọi là hiện tượng đấy. Phenomenon. Đợi nó một tí. Cái này nó sẽ đồng thời là một cái đế sạc không dây luôn. Đấy. Và sau khi mà nó hút xong nhá, nó sẽ tiếng tít và tành một cái. Phái trưởng bây giờ tức là mình còn lười đến mức mà mình không cần phải đi đổ bụi luôn. Đúng rồi, chính xác. Đấy, và bụi nhá, tất nhiên sau khi hút xong thì nó sẽ vào cái túi ở đây, các bạn thấy không? Cái túi này trước nay nó sẽ chỉ dùng để hút cho robot, nhưng bây giờ nó sẽ dùng để hút cho cả những cái rác ở cái máy này luôn. Thành ra là chúng ta sẽ không cần động tay động chân gì cả. Tất cả những gì mà chúng ta cần động vào đó chính là sau khoảng tầm 30 ngày thì chúng ta sẽ tháo cái túi này bỏ đi, thế là xong. Tất nhiên là một con máy hút bụi thì nó sẽ có rất nhiều phụ kiện khác nhau. Ví dụ nhá, ở phía bên dưới này các bạn cứ tưởng nó là cái gì, thực ra nó là đấy. Ê, cái này lần đầu tiên thấy ạ. Ví dụ cái đầu này thì thường là mọi người sẽ dùng để hút ghế này. Hay là hút giường chẳng hạn. Còn cái đầu này thì sẽ dùng cho như kiểu là rèm cửa, hoặc là chúng ta hút những cái nhỏ nhỏ, hoặc là bàn phím chẳng hạn. Chúng ta làm như này. Đấy, hút bụi. Hay quá nhỉ. Mà em thấy cái này ấy, nó có thể hút được cả vào những cái khe cửa nhỏ nhỏ đúng không? Chính xác luôn. Đó, thế còn cái đầu gì nữa hả anh? Bây giờ ví dụ tiếp theo. Đấy. Còn tất nhiên với sàn nhà thì chúng ta sẽ có những cái đầu to như này. Mà đầu to như này thì chúng ta sẽ có thêm đèn ở phía trước nữa. Dành cho trường hợp là như kiểu chúng ta hút dưới gầm bàn, gầm ghế nó tối. Ồ, nó phải đấy. Có đèn để cho anh nhìn thấy. Còn em thích thì em lắp thêm cái này ra vào. Đấy. Cái này là cái để hút hả anh? Cái này thì nên để trong ô tô cũng được. Bởi vì nó vừa tác dụng phòng thủ, mà vừa có tác dụng đó chính là hút. Đấy. Cái này nó cũng sẽ có chế độ đó chính là turbo nhá. Anh thử sang cái này nào. Turbo thì sao anh? Đấy. Sạch chứ. Sạch vãi. Đấy. Nhưng mà do cái ghế này thì chúng ta sẽ có những cái như kiểu lỗ nhỉ. Thành ra đôi lúc nó sẽ gặp hiện tượng nó chơi khó. Đúng rồi, đúng rồi. Nên chúng ta phải hút lại nhiều lần. Wow. Hoặc là một trường hợp nữa như em thấy nhá, là mình có thể hút mấy cái góc hẹp trong nhà này. Hoặc là hút gầm cầu thang, hút thảm, hút ghế ô tô, nó thoải mái phết đấy chứ. Thế bây giờ anh cắm ở đây đi, cho nó đổ rác hay sao nào. Đấy. Cắm. Cái này thì thực ra cái cơ chế của nó cũng khá là dễ thôi. Khi mà cắm ở đây ấy, thì cái phần nắp ở bên dưới này nó sẽ tự bật ra. Và các bạn thấy cái hốc phải không? Đấy, sau khi bật ra nó để vào đây nhá thì nó sẽ bắt đầu tự động có lực hút ở bên trong. Ồ. Đấy, thao tác nó rất đơn giản. Đấy, để vào đây, thế xong. Trên rồi. Đấy, đợi nó cứ tít tít vài câu. Bây giờ chọn nhà dễ quá nhỉ. 2 3. Đấy. Và trong quá trình nhá, kể mà chúng ta đang trong quá trình như này, chúng ta không thể nhấc nó lên được đâu, bởi vì nó có lực hút rất là chặt ở đây. Đấy, đảm bảo trường hợp là chẳng may là trẻ con cái thứ nó nhấc ra ấy thì cũng không phải lo cái vấn đề đấy. Và lực hút của em này tất nhiên nếu mà so với mấy máy trên thị trường thời điểm hiện tại, xét trong tầm cỡ khoảng tầm 6-7 triệu ấy, thì lực hút của nó có thể lên cỡ khoảng tầm là 27-28 nghìn Pascal. Nhưng mà thực tế em này nó sẽ chỉ đóng vai trò phụ trợ thôi. Kiểu là chúng ta đi như kiểu là chúng ta khoan đục ở nhà nó rơi vãi ra ấy. Đây là một kèo thơm khi mà chúng ta không phải dọn dẹp cái thứ gì cả. Nó tiện hơn rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh Lê Công Minh Khôi về cái phần giới thiệu cái sản phẩm máy hút bụi cầm tay vừa rồi. Thế thì cái nhân vật chính của chúng ta đó là cái con robot. Nó đang ở dưới chân mình đây thì nó làm được những cái gì? Điều đầu tiên có thể kể đến, đây chính là con robot xịn nhất của EcoVac ở thời điểm hiện tại. Anh còn nhớ con Omni ngày trước mình làm là lực hút được bao nhiêu Pascal không? Nó là 8.000 anh ạ. Anh biết con này bao nhiêu không ạ? Bao nhiêu? 8.700 Pascal. 8.700? Đúng rồi. What the hell? Sao anh reaction nó mở nhạt thế anh reaction được? 1, 2, 3. Wow! Đúng rồi, nó phải là wow chứ. Bởi vì là 8.700 Pascal này là một con số cực kỳ lớn. Ví dụ như là các bạn cần phải hút những cái rác của nó kiểu vỏ to, lạc các thứ đúng không ạ? Vỏ lạc, tóc tiết các thứ ấy, thì cái lực hút lớn ấy nó cực kỳ là cần thiết. Đó, thì anh hay lựa chọn kiểu nào anh Khôi với một người gia đình đã có vợ rồi? Nói chung là bây giờ những con robot như này nó thực sự là hiện đại luôn. Đúng. Mình không nghĩ rằng một con robot mà nó có thể đạt đến lực hút là 8.700. Bởi vì sao? Ngày này con robot hút bụi ở nhà của mình ấy thì nó sẽ chỉ có khoảng 3.000.
Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau lật cái em này lên để xem quả rẻ của nó. Trời ơi. Nếu bình thường ấy, ví dụ như ở nhà anh mà có mấy cái vết kiểu Milo đổ ra Coca hoặc là tương ớt, đại khái nó là loại dạng chất lỏng ấy. Chất lỏng nói chung nhá, thì nó vệ sinh được không hả anh? Anh phải lau bằng tay bởi vì con đấy nó yếu lắm. Cùi. Lau bằng tay nó gọi là quá yếu rồi, bởi vì em này thứ nhất em nói là lực hút nó mạnh, thế thành ra là nó cũng bổ trợ luôn cho khả năng lau của em này. Ở đây nhá thì bọn mình có test thực tế với thiết lập là hai loại vết bẩn. Thứ nhất là nước Coca đổ ra sàn sau 5 tiếng đồng hồ. Thứ hai là nước sốt cà chua từ tối hôm trước rồi sáng hôm sau để cho robot nó lau. Kết quả là Coca đi đúng một lượt là sạch bong, đảm bảo anh em tiệc tùng bạn bè các thứ nó chóe luôn, không phải lo lắng. Tuy nhiên là vết nước sốt cà chua thì nó là thức ăn nhiều dầu mỡ nên là đi một lượt nó không thể sạch ngay được. Lúc này thì các bạn sẽ cần phải lau cho nó sạch thêm một lượt nữa thì mới đảm bảo là mọi thứ sẽ tinh tươm. Bản chất của lau nhà là cần phải có cả lực của cơ thể thì nó mới sạch. Còn cái robot này thì nói gì thì nói nó vẫn chỉ là phụ trợ chúng ta thôi. Nên là để cho chúng ta có một cái sàn nhà nó sạch nhất với những cái vết bẩn cứng đầu như là nước sốt cà chua. Cá nhân em thấy là em khá hài lòng với cái khả năng lau của cái em này. Những cái vết bình thường nhá mà các bạn làm đổ với nước Coca hay là sữa Milo thứ mà các bạn lau ngày ấy, thì đảm bảo là nó sạch 100%, chỉ cần di qua đúng một lần thôi. Mà chả có đời nào robot hút bụi nó lại di đúng một lần cả, nó sẽ di đi di lại nên là đúng chắc rồi, chắn nó sẽ sạch. Và có thêm một ưu điểm cực kỳ lớn nữa của em EcoVac D-Bot X2 combo như này, đó là gì ạ? Là cái hộc bụi của nó cũng như là hộc chứa nước ở bên trong này các bạn này. Nó cũng thuộc dạng là to nhất thị trường luôn. Bọn mình đã test thử trong một cái phòng rộng khoảng 32m² và dọn liên tục trong vòng 40 phút. Con robot này nó không cần phải quay về trạm sạc bất kỳ một lần nào. Và trong trường hợp ấy mà cái hộc này nó bị đầy, anh lôi hộc ra cho các bạn xem. Đây. Anh lôi ra. Đấy. Làm. Ngay khi mà cái hộc này nó đầy các bạn ạ, con robot của chúng ta sẽ tự động quay trở về đốc sạc, nó sẽ xả bụi vào cái túi bụi trong này này. Ban nãy các bạn vừa thấy rằng đây, nó sẽ xả bụi vào đây, sau đó cái hộc của chúng ta lại được làm sạch, nó lại đi hút tiếp. Hôm trước ấy thì em có xem một cái clip TikTok của bạn Hưng Everything. Bạn ấy gặp một cái vấn đề là gì? Bạn ấy về quê và để hai con mèo ở nhà. Và bạn ấy dọn nhà bằng cách là cho robot bụi chạy. Thì một tuần sau bạn ấy lên ấy, con robot của bạn ấy chết cứng đơ ở trong cái đống bùi nhùi. Là cái đống dây. Chính xác. Là cái đống dây điện. Bình thường là ngay ở khi nó gặp lỗi luôn ấy thì mấy con robot nó sẽ thông báo là robot đã bị mắc kẹt. Đây, con robot ở nhà của anh cũng đang bị mắc kẹt. Không biết mắc kẹt vào cái gì cả. Nó chỉ thông báo điện thoại thôi. Đang mắc luôn à? Ừ. Đó, nên là các bạn thấy đấy, là cái khả năng né vật cản ở trên một con robot hút bụi nó cực kỳ quan trọng. Và riêng về cái vụ này bọn mình cũng đã test rồi. Ít nhất là trong văn phòng của mình nó là như thế. Đối với cảm biến LiDAR con này đâu. Chắc là cạnh này, bởi vì tất nhiên là cạnh bên chỗ anh rồi ạ. Đây, nó có một cái dài đây. Dạ đúng rồi. Đấy. Chính vì nhờ cái cảm biến này ấy, nên là chúng ta sẽ không có một cái cục nó lồi lên ở trên thân con robot hút bụi nữa, đi qua gầm bàn gầm ghế rất ngon. Cái cảm biến LiDAR này ví dụ nhá, mình đang đi mà con robot này nó phát hiện ra mình thì nó sẽ dừng lại ngay và nó đổi sang hướng khác. Nó quay hướng. Và nó cũng phát hiện được luôn cả cái đống dây điện để nó không bao giờ nó lao vào những chỗ đấy các bạn ạ. Ngoài ra thì với cương vị là một con robot cực kỳ cao cấp đến từ EcoVac, có thể nói là xếp top đầu Việt Nam hiện tại cũng được, thì nó sẽ có những cái tính năng rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ có giặt rẻ bằng nước nóng 60 độ này. Nó rất cần thiết khi mà vệ sinh thức ăn có nhiều dầu mỡ, bởi vì như anh em biết rồi, nếu như chúng ta rửa bát ấy mà chúng ta không rửa bằng nước nóng thì cũng rất khó là để sạch dầu mỡ đúng không ạ? Cái cơ chế này rất dễ hiểu. Bình thường là mấy con robot đắt tiền ấy anh thấy là nó sẽ có giặt rẻ bằng nước nóng. Thứ nhất là dễ vệ sinh vết bẩn hơn. Đúng rồi. Bởi vì mấy cái rẻ nó đi xong rồi nó bám bẩn vào đấy. Nếu mà có nước nóng ấy thì nó sẽ như kiểu giặt xong rồi đánh tan vết bẩn dễ hơn. Và nó khử khuẩn nữa. Ừ. Quan trọng là thế. Rồi, ở đây thì nó cũng sẽ ghi luôn cho chúng ta đó là dirty water và clean water. Đấy, nước bẩn thì nó sẽ đổ vào khay này và nước sạch thì nó sẽ ở khay này. Anh em nào mà ở chúng ta tiếng Anh chúng ta không tốt ý, thì hoàn toàn là phải phân biệt bằng màu, đúng không ạ? Rồi. Màu của khay nước bẩn nó sẽ là đây, màu đen. Đây là khay nước bẩn mà mình đã sử dụng trong vòng 1 tuần các bạn nha, và các bạn thấy là dung tích của nó cũng rất là lớn. Không thành ra là chúng ta có thể dùng trong thời gian rất là dài chứ không cần phải thay. Và cái ưu điểm cuối cùng đó là nó truy cập được vào camera trực tiếp. Đây nha, em cho anh Khôi xem. Đây này, anh bấm phần này. Đấy, anh thấy chưa? Nó ghi là live video has started. Là nó có thể truy cập vào video trực tiếp luôn. Đây, anh nhìn này, trước mặt mình đang có cái gì là robot nó có thể hiển thị được hết. Được chưa? Có cuộc gọi. Cái này để làm gì? Trong một vài trường hợp nhá, anh có thể đẩy con robot này vào gầm giường. Để anh xem trong gầm giường nó có cái gì không. Và anh cũng xem là cái quá trình nó làm sạch như nào. Em thấy đây là một cái rất hữu ích. Robot của anh có cái này không? Không, 3 triệu lấy đâu ra. Nhưng mà từ nãy đến giờ nói con này là có tích hợp hai cái này, sau đó có lực hút mạnh, thế giúp có điểm yếu của nó là gì? Robot nào chẳng có điểm yếu. Đúng, chắc chắn nó có điểm yếu và em có phát hiện ra con này nó có 3 điểm yếu. Thế thực ra thì em thấy cái đầu tiên này nó không phải là điểm yếu ấy. Mà nếu như mà ở thế hệ tiếp theo ấy, anh nhìn cái phần chổi này, rõ ràng là anh có thể đẩy cái phần chổi này nó dài ra hơn một tí nữa. Đúng không? Hiểu. Thì anh sẽ có nhiều không gian hơn để anh có thể hút. Nhưng mà cái này thì em bảo là nó chỉ là một cái nho nhỏ thôi. Cái nhưng mà cái tiếp theo nó sẽ là điểm yếu thật này. Cái gì? Nó nằm ở chính cái thiết kế của cái con robot này.
Rồi. Robot bình thường anh thấy nó hình gì? Hình tròn. Đúng. Nên là nó lách qua các góc nó rất là dễ. Nên là có robot hình vuông này, nếu như mà có một cái góc hy hữu nào đấy, góc nó hơi vuông vuông chẳng hạn. Nhưng mà em thấy thực tế nhá, thì đấy nó là một vài góc hy hữu ấy. Bởi vì là khi mà Ecovac họ quyết định họ làm như này thì em thấy là có cả ưu điểm và nhược điểm. Cái rồi đó là nhược điểm rồi. Nhưng mà cái ưu điểm là gì? Anh em có thể lau góc nhà sạch hơn. Ví dụ anh lau góc tường các thứ ấy, nó sạch hơn so với con hình tròn. Thực ra là cái vấn đề này anh thấy nó cũng bình thường thôi. Bởi vì nếu mà chẳng may gặp những trường hợp hy hữu ấy, thì ngay buổi tối hôm đấy anh sẽ về nhà anh xếp lại đồ sao cho nó đi hợp lý nhất. Bởi vì cái đồ đạc là cái gì chuyển được. Còn nếu mà cái góc tường thì chịu thôi. Và cái thứ ba ấy, đó là con này nó không có tự động làm sạch khay đặt rẻ. Đây đúng không? Cái khay rẻ bên trong ấy, đúng rồi. Cái này thì bình thường là... Cái này thì anh sẽ phải cọ bằng tay nhé. Nói chung là mấy cái này thì cũng quen rồi, bởi vì thực tế là nhà mình phải tháo ra vệ sinh rẻ cái thứ, nên là mấy cái này nó có thể coi là một cái thao tác khá đơn giản. Mà bình thường ấy, với những con robot kiểu tháo khay nhá, nhà xuất họ sẽ tặng thêm cho tao một cái chổi. Chúng ta vệ sinh mấy cái này nó khá tiện. Mà một cái nữa đó chính là cái khay này anh thấy tháo ra cũng tiện nhá. Đây, nó sẽ có một cái nút màu xanh xanh ở đây để tháo ra khá tiện. Trong khi đó một số con mình sẽ phải nhấc ra. Nói chung là thao tác nó hơi cầu kỳ một tí. Em nghĩ là bây giờ ấy, mua mấy chục triệu con robot này nó làm gần hết rồi. Bây giờ có mỗi cái khay giặt rẻ mà anh em như thế này mà anh em còn không giặt được cho nó nữa thì thôi đấy. Thực ra các bạn nhá, ngày trước con này nó tên là Omni, thì bây giờ nó tên là Ecovac D-Bot X2 Combo. So với con Omni ngày trước thì anh em có thêm cái này, thì cái này là cái đáng giá này. Còn đâu ấy là về cái phiên bản robot hút bụi của chúng ta thì có được cải tiến về cái lực hút lên đến là 8700 pascal, và cái khả năng làm sạch của nó thì cực kỳ tốt, hút mạnh và lau cũng rất rất là sạch luôn. Nên là đảm bảo anh em mua con này về thì cái việc dọn nhà của ta nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều đó. Vậy thì các bạn nghĩ sao về quả combo này và cái việc mà trang bị thêm một quả máy hút bụi cầm tay nhanh khôi giới thiệu ban nãy cho anh em xem ấy, thì nó có xứng đáng không? Cá nhân mình thấy rất đáng. Nó nhẹ và chúng ta có thể dùng nó một cách rất rảnh tay. Đấy, anh em hút. Cái này thì mình thấy nó là một cái sự sáng tạo, kiểu họ kết hợp hai trong một đấy. Thế thì các bạn nghĩ sao thì cho anh em bọn mình biết bằng cách là comment ở bên dưới nhá. Còn bây giờ xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở trong một video review tiếp theo. Về sau nhá, Ecovac họ sẽ làm thêm 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng đựng đồ. Họ tích hợp cả tủ đựng đồ thông minh các thứ vào nữa. Cô máy hút ẩm.